Và sau đây là những bên trong ruột can của 6 con đẩy, 4 con crown và 2 con CRS Audio. Và đầu tiên đây là con CRS Audio 460, con là 7.500.000. Em này chạy 16 sò và 4 thốc nha các bác, cực kỳ khỏe nha. Các bác chơi 2 full 25 hoặc là 1 full 30 canh đét nha. Này các bác có thể thấy được độ mới. Đây là phần công suất, rất là mới luôn nha. Các bác thấy tăng phô này. Con này 7.500.000 nha các bác, 2 tuần lục nguồn. Rồi, quá là mới nha. Rồi tới con đàn anh của nó là 900, CRS Audio 900. Em này chạy là 24 sò, nâng đời cao nên là chạy 4 tuần lục nguồn và tăng phô nó sẽ to hơn. Đây, miếng giấy bảo vệ. Đây, các bác thấy độ mới. Em này chạy 24 con sò và 8 thúc, cực kỳ khỏe nha các bác. Con này chơi full 40 thoải mái nha, hoặc là 2 full 30, hoặc là những cặp bot BMB vân vân. Con này giá 8.500.000. Về độ mới độ đẹp thì các bác khỏi cần lăn tăn luôn nha, bên em chuyển hàng rất là kỹ. Và đây là những con crown, con crown S2 và con crown M120 thì đồng giá là 8.000.000, đều chạy là 16 con sò xét Motorola nha các bác. Mỗi vé là 8 con, 2 tổ lục nguồn và tăng phô. Giá là 8.000.000. Hai em này cấu hình y chang nha, chỉ khác model thôi. Các bác nào yêu màu xanh đen thì lựa chọn con M120, yêu màu trắng bạc thì lựa chọn con S2. Và đây là con S3, là dòng nâng cấp cao cấp của dòng đời S2. Lên S3 thì sẽ chạy là 24 con sò, 24 sò xét nha các bác, 24 sò xét. Và các bác sẽ thấy được độ mới của tăng phô và những sản phẩm em tuyển về. Con này giá 11.000.000 S3, hoa hậu nha các bác. Crown Vương Miện S3 24 sò 11.000.000. Và Crown CE2000A cũng là chạy 24 sò, giá 10.500.000. Con này rỉ hơn con này 500.000 nha các bác. Cấu hình là khá giống nhau. CE2000A vẫn là cấu hình 24 sò xét. Và em này cũng là 24 sò xét, công suất ngang nhau 1200W. CE2000A thì giá rỉ hơn 500.000. Tông mèo là đỏ đen, còn S3 thì tông mèo là bạc đen. Dòng vương miện hết nha các bác. Rồi đấy, thì sau đây em mời các bác xem tổng thể ngoại thất của 6 con đẩy này. Đây là những con đẩy Mỹ bãi đẹp, tiếng keng về để phục vụ các bác nha. Vâng, và các bác đang thưởng thức chất âm từ một con bao Mỹ BY CS400X nha, đang đánh với cặp loa JBL S101 cực kỳ nổi tiếng. Đối với những con bao Mỹ này thì chất âm của nó thì mình không cần bàn nha các bác. Vậy với là giá cả nó rất là hợp lý để các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke nha. Đây, em giảm nhỏ nhạc tí để các bác cùng nghe nó rõ hơn. Thì về những con bao thì bên em luôn phân phối cho các bác những con bao Mỹ xịn để phục vụ các bác với chất lượng hàng tuyển đẹp xuất sắc để các bác vừa nghi vừa trưng bày. Thì trong video này nó chỉ giá dao động là từ 11.000.000 đô lại thôi nha các bác, từ 7.500.000 cho đến là 11.000.000 nha. Hàng thì chất lượng hàng là hàng em tuyển hết, hàng đẹp, góc cạnh cũng như là chi tiết sản phẩm nó nét để các bác nghi trưng bày nha. Với những thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Mỹ như là CRS Audio, Crown, VY, QSC. QSC thì để video sale em sẽ giới thiệu cho các bác riêng nha. Thì trong này là có VY nè, CRS Audio và Crown. VY thì một con CS400X đang hát để các bác thưởng thức chất âm kia, còn nó giá là 8.000.000. Để nghe nhạc và hát karaoke nó được thoải mái và sướng, thoát tiếng, hát chất tiếng nó khỏe đấy, thì các bác phải yêu cầu là các bác xài con bao với con vang
Chứ các bác mà ghép vang với âm ly thì hát cũng được, nhưng mà hát thì nó không có thoát tiếng, không có lực, nó không có chuyên nghiệp như những con đẩy được nha các bác. Thì một con âm ly 8 sò hoặc là 16 sò chúng ta có thể ghép vang hát được, nhưng mà hát thì không bao giờ bằng một con bao được nha các bác. Đấy, một con ly 20 triệu các bác ghép vang hát không bao giờ bằng một con bao 7 triệu ghép một con vang 2 triệu nha. Đấy, tại vì cái nào nó chuyên nghiệp hơn thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả cao hơn. Ví dụ như cặp loa chuyên nghe nhạc nó sẽ cho một chất âm hay hơn rất là nhiều với cặp loa là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke nha các bác. Đấy, rồi, không làm các bác chờ lâu thì em giới thiệu các bác nha. Bên em có những dòng vang để ghép với những con bao này để các bác nghe nhạc và hát karaoke với giá là 2 triệu trở lên nha các bác. Em đi từ những sản phẩm nhỏ nhất nha. Con này là con Ceres Audio, mã là 460. Em này chạy 16 sò. 16 sò nha các bác. Rất là khỏe, phù hợp với các bác chơi những dòng loa bass 30 đổ lại nha. Hai cặp 25 hoặc là hai cặp boss vân vân. Với ngoại hình rất là bắt mắt, hai volume. Mã 460 Ceres Audio. Rất là mới nha các bác. Cực mới cực đẹp cho các bác nha. Đẩy năm nay toàn là hàng về xuất châu Âu nha các bác, nên là sử dụng điện 230V. Nên mà các bác sưu tầm những con CS Audio hàng Mỹ là chỉ có những con bãi Mỹ là về thôi. Đây là đường loa và đường tín hiệu vào 6 ly. Khi các bác mua bao bên em sẽ được tặng kèm một bộ dây tín hiệu để kết nối nha, nên các bác khỏi cần lo về dây nhựa nha. Dây thì em tặng kèm là dây xịn nha. Con này là con Ceres Audio 460, giá 7,5 triệu. Đi đến đàn anh của nó là model là 900. Con này chạy là 24 sò. Con này giá là 8,5 triệu nha các bác. 8,5 triệu. Ceres Audio 900. Về cơ cấu thì bên phía sau nó cũng y chang vậy nha các bác. Chỉ là cấu hình nó cao hơn, nó nặng hơn nữa. Con này thì các bác chơi hai cặp full 30 nha, hoặc là một full 30 căng đét nha, hoặc là chơi những dòng loa swing vân vân cũng y như nha, và rất là mới luôn nha. Tất cả những sản phẩm em bảo zin và mẽ rất là đẹp cho các bác nha. Con này hơi nặng hơn con 460 rất là nhiều, tại vì cấu hình nó khủng hơn, cấu hình nó tới 24 sò. Còn cấu hình con 460 này thì nó có 16 sò. Đấy, phù hợp với các bác chơi gia đình. Rồi, con 460 là 7,5 triệu, con kia là 8,5 triệu nha. Rồi đi đến là dòng Crown, Crown Vương Miện M120 và S2 là một giá 8 triệu nha các bác, chạy 16 sò. Nếu các bác thích màu đen với xanh thì các bác lựa chọn con M120, cũng là 16 sò Motorola. Phía sau các bác sẽ có là đường tín hiệu vào 6 ly 3 lăng, đường trạm loa, sử dụng 2 trạm loa chuyên nghiệp và 3 lăng, điện áp 230V, các bác cắm điện 100-220V Việt Nam mình là quá tuyệt vời luôn nha. Đấy, hay là bụi này các bác, mắt in USA hết nha bác, mấy con Mỹ đây là hàng Mỹ hết nha các bác. Sử dụng điện lưới 230V là quá tuyệt vời luôn, không cần phải tốn cái tiền mua cái ổn áp nha các bác. Đấy, đây là con S2 thì nó y chang rồi nha các bác, chỉ là nó khác cái model thôi, cũng là 16 sò Motorola luôn. Con này mèo xám bạc nha, máy là cực đẹp luôn nha các bác. Ở phía sau thì y chang vậy luôn, cũng trang bị là hai cầu loa. Những con này mà các bác chơi lo bot, lo BMB, những dòng bass 30 đô lại thì các bác chơi em này tuyệt vời, 8 triệu một con nha các bác. M120 cũng 8 triệu và S2 cũng 8 triệu. Tại vì hai con này nó chung một cấu hình. 16 sò sắc Motorola. Rồi đi đến hàng đàn anh, đó là S3. S3 thì khủng hơn nha các bác. Con S3 này là chạy 24 sò Motorola nha, rất là mới luôn nha. Con này giá 11 triệu nha các bác. Hay là con C2000A. Con này giá 10,5 triệu. Crown S3 nó đắt hơn C2000A nha các bác.
Con này là chạy 24 sò Mexico, sò Sex. Cấu hình khá giống nhau, nhưng mà em này chạy sò Motola, là chạy sò Mexico của Mỹ. 24 sò. Cũng trang bị cầu loa và đường tín hiệu vào. Vẫn là xuất châu Âu, Mỹ xuất châu Âu, 230V. Rất là phê luôn. Đỡ 1,5 triệu, 2 triệu chúng ta mua biến áp nha. Mà xài điện Việt Nam chúng ta thì nó quá tiện luôn. Không, mình không sợ bị thiếu điện. Đấy. Đây là con C2000 này các bác. Các bác nào thích màu đỏ thì lấy con này nha, đỏ đen. Rất là nổi bật. 10,500,000. Đã bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây AV. Tất cả những con bao các bác mua hàng bên em được tặng kèm một bộ dây tín hiệu nha các bác. Đấy. CRS Audio 460 là giá 7,5 triệu. Còn CRS Audio 900 là 8,5 triệu. Crown M120 8 triệu. Và Crown S2 Vương Miện 8 triệu. Crown Vương Miện S3 11 triệu. Crown C2000A giá 10,5 triệu. Đây, mời các bác cùng ngắm đồ đẹp những sản phẩm em đưa về. Rồi các bác chốt sản phẩm nào thì liên hệ cho em Chiến nha. Xem sửa cho mình một trong những con bao Mỹ xịn sò để vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Những sản phẩm thương hiệu Mỹ xịn như thế này thì chất âm của nó thì quá tuyệt vời nha các bác. Ba giải cực kỳ sáng tiếng và rõ nét, chi tiết cao, khỏe lực, đánh tiếng rất là tốt với những dòng loa xịn sò mà các bác đang sở hữu. Đây là hai số điện thoại của em, các bác có thể liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại này. Hoặc là kết bạn Zalo qua số 0965770277 nha. Các bác nào lấy con B-Way này thì giá 8 triệu nha các bác. Con này cũng chạy 16 sò Motola, M là sò Motola Flash cộng nha. Có nghĩa là sò cải tiến nha các bác. Motola Flash cộng. Con này giá 8 triệu nha. Rất là mới luôn. Tiếng rất là hay. Đánh lo cổ không cần rè mà nghe tiếng rất là đã rồi.